Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến việc hai cột trụ dưới tầng để xe của chung cư mini số 22, ngách 236 trên 17, đường Khương Đình, phường Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bị nứt toát. Mới đây, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cho biết với tinh thần đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, Trước hết, lãnh đạo quận Thanh Xuân thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu. Khuyến cáo của quận đã được các hộ dân tại số nhà 22 Đồng Thuận ủng hộ thực hiện. Đến cuối ngày 24 tháng 2, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn. Cũng ngay trong ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân có văn bản yêu cầu chủ sở hữu đầu tư chung cư mini thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định tại Điều 5, thông tư 10 trên 2021 trên TT BXG ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 6 trên 2021 trên NDCP ngày 26 tháng 1 năm 2021 và nghị định 44 trên 2016 NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa, gia cố công trình, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận cũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân phường Hà Đình giám sát việc thực hiện. Tòa chung cư mini này có 8 tầng, khoảng 60 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Đến nay, một số hạng mục của tòa nhà đã bị xuống cấp, đặc biệt là phần chịu lực dưới tầng 1. Lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống dàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Ông Nguyễn Hồng Phong, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22, ngách 236 trên 17, đường Khương Định cho biết, chủ đầu tư đã thống nhất với cư dân sinh sống tại chung cư mini bằng văn bản phương án xử lý sự cố nứt một tòa nhà chung cư và cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chi phí sửa chữa sự cố tòa nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ cắt cử người giám sát thi công trong vòng 30 ngày, nếu sau 30 ngày vẫn chưa thi công xong thì đơn vị thi công sẽ phải chịu phạt với các hộ gia đình. Mới đây, theo nguồn tin từ tỉnh Sóc Trăng cho biết vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 2, hàng trăm học viên ở cơ sở cai nghiện Ma Túy ở phường 5 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã đập phá cửa cổng chính chạy ra ngoài, bỏ trốn. Những người này tản ra theo nhiều con đường nhỏ, ruộng lúa để bỏ trốn. Trước lúc đi, họ còn đập phá gây náo loạn phía bên trong cơ sở. Theo người dân trên đường Lý Thánh Tông, gần cơ sở cai nghiện, việc hàng trăm đối tượng cai nghiện bỏ trốn cùng một lúc tản đi khắp nơi khiến cho người dân hoang mang, nhất là các cháu học sinh. Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng xác nhận có nhiều học viên bỏ trốn, sáng nay ngành chức năng họp để xử lý vụ việc. Một nhân viên ở trung tâm cai nghiện xác nhận khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 2, nhiều học viên chạy ùa ra cổng cơ sở cai nghiện, lực lượng bảo vệ ngăn cản nhưng bị những người này khống chế đập phá ổ khóa cổng để tràn ra ngoài. Theo một nguồn tin, ước có gần 200 học viên đã phá cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ được khoảng vài chục người. Được biết, cơ sở cai nghiện Sóc Trăng có khoảng 417 người đang cai nghiện. Vài năm trước, tại cơ sở này cũng đã xảy ra việc hàng trăm học viên phá trại trốn ra ngoài. Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt quả tang Đặng Ngọc Sơn là học viên đang cai nghiện tại đây, đang tàn trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên 9 gram ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã nhiều lần cùng 14 học viên khác ở chung phòng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 4C Số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là do Nguyễn Văn Đạt ở cùng phòng cung cấp. Qua làm việc với Nguyễn Văn Đạt, cơ quan điều tra cho biết Đạt khai nhận đã dùng điện thoại di động liên hệ mua ma túy để sử dụng với các học viên chung phòng. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, bởi ngay tại cơ sở cai nghiện ma túy lại để xảy ra tình trạng tàn trữ trái phép chất ma túy. Các học viên vẫn ngang nhiên sử dụng điện thoại di động để liên hệ mua ma túy. Dụng cụ sử dụng ma túy có sẵn trong phòng để 15 học viên phòng 4C tổ chức sử dụng. Người ít nhất là một lần, nhiều nhất là bốn lần, trong một thời gian dài, nhưng không có một người nào tại cơ sở phát hiện. Cũng theo một nguồn tin cho biết, trong khoảng gần 200 học viên đã phá cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ được mấy chục người. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang tích cực triển khai truy bắt những học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Công an thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk thông tin đang xác minh vụ việc người dân tố cáo hai thanh niên hiếp dâm cháu gái 15 tuổi trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, anh NVH trú thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk phản ánh việc cháu ruột của anh là TNMC sinh năm 2009 trú thành phố Buôn Ma Thuột bị một số đối tượng hãm hiếp. Theo anh H. trước đó gia đình và nạn nhân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời gửi cho bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk phản ánh về vụ việc này Công an đã mời hai cậu cháu lên làm việc. Theo đơn tố giác vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 MC cùng một bạn nữ đến phòng trọ của DHT sinh năm 2003, ông HV, ông C, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ba Thuột chơi và ăn uống. Cháu MC bị ép uống nhiều nên mệt nằm nghỉ ở phòng trọ. Khoảng hơn 11 giờ đêm, ông C vào phòng dùng vũ lực và đe dọa cháu MC phải cho ông này quan hệ tình dục cháu MC đã bị ông C quan hệ tình dục hai lần, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1. Ông HV lại vào dùng vũ lực quan hệ với cháu một lần. DHT thấy ông HV, ông C dùng vũ lực để thực hiện hành vi với cháu MC nhưng không can ngăn. Lúc này cháu MC mệt quá ngủ thiếp tới sáng rồi mới ra về. Sau khi sự việc xảy ra, Người cậu đã dẫn cháu MC lên công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột trình báo, đồng thời gửi đơn tố giác tội phạm đối với hai đối tượng trên. Được biết bố mẹ cháu N đang làm ăn xa nên ông Hát đại diện gia đình để tố cáo những người đã thực hiện hành vi đòi bại với cháu mình. Ngày 22 tháng 1, anh Hát nhận được văn bản của tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo đã tiếp nhận và chuyển đơn về vụ việc tới giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk để xem xét giải quyết theo quy định đến nay hơn một tháng anh hát chưa thấy phản hồi gì từ cơ quan chức năng anh hát cho biết sau vụ việc cháu MC bị sốc tinh thần rất lớn do đó mới đây ông đồng ý cho cháu N xuống thành phố Hồ Chí Minh với người thân để thoải mái hơn về tâm lý trước đây MC phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn thành phố ba mẹ MC đi làm ăn xa bản thân anh hát bận công việc nên đi làm thường xuyên. Người cậu ruột chia sẻ, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để bảo vệ danh dự sức khỏe cho cháu. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đã nắm vụ việc và đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Phượng, sinh năm 1971, 3 năm 6 tháng tù. Lê Thị Vân, sinh năm 1999, 2 năm 6 tháng tù. Đỗ Thị Đào, sinh năm 1958, Đỗ Thanh Nhàn sinh năm 1982 và Đỗ Thị Phiên sinh năm 1961, 2 năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ. Các bị cáo đều trú tại tỉnh An Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào năm 2019, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú, ký hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuần Trung thi công cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú để phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, bị cáo Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi tiến hành thi công đến trước nhà bị cáo Phượng, thì người phụ nữ này cùng các bị cáo Nhàn, Phân, con gái bà Phượng và những người khác trong gia đình đứng ra ngăn cản, lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt vào công nhân. Nhận được tin báo, công an xã Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ trực tự khu vực. Lúc này bị cáo Phượng dùng dẻ tẩm dầu đốt ném vào công nhân đang thi công. Được sự vận động của công an huyện cùng chính quyền địa phương, gia đình bị cáo Phượng không cản trở việc thi công. Riêng bà Phượng được mời về trụ sở xã làm việc, nhưng người phụ nữ này không chấp hành. Bị cáo Phượng sau đó nói với bị cáo Đào và gọi điện thoại cho bị cáo Đỗ Thị Phiên là chị ruột của bị cáo Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, công an huyện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động Phượng cùng gia đình không cản trở việc thi công và mời về trụ sở làm việc, nhưng người này không chấp hành. Đồng thời, Phượng nói với Đào gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên là chị ruột của Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ được căng ngăn nhưng gia đình bà Phượng không chấp hành còn chửi bới và sử dụng nồi, thùng nhựa, thanh kim loại, nước sôi có pha mắm tôm, dẻ tẩm xăng, tấn công, khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, công an lập biên bản bắt người và thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Phân, Đào, Phiên và Nhàn bị khởi tố điều tra. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, Phượng bị khởi tố điều tra.